Tiếp tục là Hyundai Accent, anh em thấy là hai cái đôi bi sau khi đã nâng cấp lên thì lắp vào cái vị trí zin như thế này, đúng vào cái vị trí nguyên bản giữa đèn xe nha. Con này thì lắp đặt là zin hết cho anh em, tất cả từ khung bát các thứ, và đèn nguyên bản nó sẽ tháo ra trả lại cho anh em. Ánh sáng cốt anh em có thể thấy là với V30 thì cái ánh sáng cốt cho ra cực kỳ rộng và sắc nét, nó vẫn là cái bộ bi led được mệnh danh là vua của dòng bi led đấy. Với ánh sáng pha sẽ có trợ pha kia, hai cái tâm vàng cái là hai cái chậu pha cho anh em nhé. Bản mới nâng cấp bây giờ hai chậu pha rất là sắc và nét đấy, đảm bảo cho anh em đi vào trời mưa và trời sương, khi mà anh em đi cốt thì không gây chói mắt, rất là dịu mắt, và đi pha thì cực kỳ bám đường về chiếu độ xa. Với chiếu độ pha của X-Line B30 với cái độ rộng thì cực kỳ rộng và cao đấy, anh em thấy đấy là với cái hãng đã cải tiến thêm cái như về bên pha thì nhiệt màu nó giảm xuống còn có 5.000 đấy. Và lắp đặt thì tất cả các dòng xe thì đều hầu như là lắp đặt zin hết cho anh em. Đấy, anh em nào mà có nhu cầu nâng cấp đèn nhá, hoặc là muốn nâng cấp ánh sáng, hoặc tham khảo những cái dòng bi hoặc là những cái đèn xe mà muốn nâng cấp ánh sáng thì hãy đến với Akala Thái Nguyên ngay em nhá.